Chào cái cảnh, chào cả nhà nhá. Hôm nay buổi sáng nay mình sẽ chia sẻ một cái khu nhà cổ, và đặc biệt là khu rất là nhiều cây công trình để cho mọi người có thể là chiêm ngưỡng và tham quan. Đây là một cái gọi là cái nhà vườn và nhà cổ nhé, ở trên Lạng Sơn. Đây của anh bạn. Đất của anh ấy có 1.000 hecta rừng nhé. Đất này nó trải từ Lạng Sơn, Bắc Giang. Ô hồ ao rộng. Mát, vào đây mát nhỉ. Đây khu chẳng mát này, cái vú sữa đấy. Con ơi, đêm nó ngồi đến đêm chơi thử ngày, nó ngủ cả ngày. Kéo ai xem mà ngó thật đòi thằng này. Được mỗi hôm rảnh nè, hôm nay được rảnh nha. Người ta sướng thế, đây bị khứ nhỉ. Mình làm có đây cái ao cá nhưng mà. Nó cứ cầm nó cắm vào kia. Ui, con bó cứ đầu. Xanh, sạch mát. Nó chơi cái trò gì đó à? Tháng được 100 triệu. Thưa anh, lá chay, chay các bạn. Đó, anh đi chơi hải đường. Rất là mát nhé. Hải đường nhé. Đường. Đây. Rất nhiều cây công trình. Hải đường, cây hoa. Cái này vanh nó thật đẹp. Đây, anh đi cùng anh bạn đây nhá. Đấy, mẹ này. Chưa nhìn thấy nhà rồi, cây nhiều. Vậy chìa khóa xe ở xe nhé. Làm cây công trình các bạn nhé. Các bạn này, có đất này các bạn nên hồng xiêm này, mít này. Đây, mít này. Mít này. Mít rất nhiều mít nhé, đây dãy này đồng mít thôi. Hải đường nhiều, anh trồng rất nhiều hải đường, đây là độc mít đi. Đấy. Xa xa rừng bạch đàn các bạn, đấy, bao quanh. Hải đường đi. Thank you.
Đây là cây đại lộc các bạn nhé. Hai cây đại lộc này, bụi rất khủng này. Trồng cái đại lộc này. Đại lộc này, ba cây. Quay nhanh nhanh, trồng được dâm bụt hết này. Trên kia, cây kia, trên kia là xưa nhé. Xưa nhé. Xoài nhé. Đây, đường vào trong ao bạn mát mẻ chưa? Bách ơi! Ổi nhé. Sai quả thấy thì sang nhé. Đây cái bưởi, đây cái bưởi, bưởi nhé, bưởi cắt ngắn gọn này, này. Cả xấu ấy, các loại cây. Nhiều cây. Cây có um kia rồi. Đi ra hai cây cổ thụ kinh khủng, túc cái này, cái túc túc cổ đấy các bạn, trong cái túc hai túc khủng hơn. Túc dáng ác nhỉ. Túc. Đây là cây khủng luôn. Không phải túc. Đây là cây gì nhỉ? Rõ. Rất nhiều cái công trình các bạn. Dưới. Khế. Cái chua đây. Dâm bột. Cái sang này các bạn nhé. Cái dưới này đang bay chưa, rất nhiều cái kinh kỳ dưới đang bay. Đấy. Bay quá này, chưa tầm dưới một tầng vi to. Đây cái dưới khủng này. Đấy, đánh trực các bạn, rất to. Đấy. Ủa, nó cái này vành này. 300. Đấy. Đi vào chỗ này được chưa em ơi? Cái sung cát nhờ. Thợ làm sung đây. Em làm mảng xây dựng chứ không phải là chăm cái sung này đâu hả? Cái sung này lấy đâu về không biết nhỉ? Cái này ông mua được tí. 500 triệu à? Mua ở đâu nhỉ? Cái này em chịu
Hả? Em không biết được. Sao biết giá của nó? Nói chuyện là 500 triệu cây sung này. Cây những cây này nó cây. Lẻ sung. Lẻ tỉ cái sung. Về đây nữa. Quy trình về đây nó sống được cái này mất nhiều công lắm. Cái vành nó 5-600. Rất là nhiều cây công trình nhé. Mình hôm nay chia sẻ các bạn không gian cây công trình. Đấy. Rất là rộng. Bưởi, sang, khế, sung, cái gì, dưới, hải đường. Đây là đường lên trên nhà nhá. Hải đường rất là nhiều. Các biệt thự nhà vườn mình sưu tầm hải đường mùa hoa. Dàn là dàn này. Sim nhé. Đấy, sim rừng này. Mua sim. Đấy các bạn đi hình. Cây đại nhé. Đấy, nhìn. Như kiểu Đà Lạt các bạn nhé. Cây cối rất là mát. Tùng. Cái này cây hoàng đàn. Hải đường đây nhá. Đây, đây. Cái này cái sạng yến cái đài trắng đây. Đấy các bạn nhìn này. Toàn bộ cây công trình hết. Cây ngâu này, đây là cây sung này. Đấy, sung rất là khủng các bạn nhé. Đấy, cái căn nhà đây. Lê Gia Bách Lâm Viên. Đấy, đây. Đây là căn nhà cổ nhé. Lê Gia đây. Trước mặt là hải đường, là hoa này, tường vi này, dưới này, sim này, nhà Nhật này. Đấy. Không gian rất là rộng. Nhà này căn gỗ này, nhà làm gỗ quý. Trong nhà đồ gỗ cẩm nai trước mình chia sẻ thôi. Đây, chủ nhà các anh đi vắng rồi. Trồng xanh chưa? Đấy, bộ nhà Nhật này. Căn nhà này là một gỗ cẩm nai hết nhé. Nhà năm gian nhé. Đấy nhé. Mai thứ quý này. Một hương này. Mai được quý đây. Ngọc bút. Đấy, cái ngọc bút của. Ngọc bút rất to nha.
mít. Đấy các bạn. Đồi tùng này. Hộ đơn này. Rất to. Cái đồi trà các bạn nhé. Hàng trà Trung Quốc. Đây là một tòa thế nhỉ. Đấy, một bụi đây. Một thơm. Đây. Hai cái mộc các bạn, mộc thân đây. Mộc trồng chỗ nào cũng thơm. Không gian rộng lớn. Mình sẽ lên nhìn cao mình quay không gian. Nhà không gian mênh mông rất là mát, núi rừng trùng điệp nhá, chinh keo bạch đàn này, hàng nghìn hecta trong này. Trong nhà được làm gỗ cẩm nai các bạn nhé, rất là nhiều tiền đấy. À, chủ nhà đi vắng này. Đây ra giấy đây. Dành dành này, cái này là cái dành dành đây. Thơm lắm. Đây, dành dành to như này. Ba thân. Hai góc tường vi một thân nhé. Vùi vành khoảng 40, 50, phát mét. Dưới. Mít. Đào tiên nha. Đào tiên. Sung nha. Cái gì cũng có hết. Tóm lại nè. Đấy mình. Có hải đường rất nhiều. Đang xuống các bạn nhé. Cái gì cũng trồng hết. Đây. Đẹp chưa? Nay và chia sẻ các bạn.
Ở đây xe đấy. Rồi. Hai bác thảo viên nha. Anh ơi, bác ơi. Tôi xuống đây đi là luôn. Lắng lắm. Lê, anh này Lê Tuân nhé, Lê Gia Bách Lâm Viên. Đấy. Hôm nay tiếp cái cảnh và chia sẻ một cái nhà cổ và rất nhiều cây công trình, cây hoa. Đấy, các cây mà để tạo nên một khu rất là mát mẻ thế này. Rồi xong rồi, anh không có nhà đâu. Cây xanh um tùm hết. Cho các cả nhà đây chia sẻ một cái cuốn clip về một cái không gian của một ngôi nhà cổ đấy, ẩn mình sâu trong rừng đấy. Bên tông. Cái mộc ấy hả? Mộc một thân đấy. Bé lắm nhỉ. Nuôi được cái mộc to nó phải khó khăn. Chiều cái cảnh chào nhá, chia sẻ thôi. Clip được 20 phút rồi. Xin chào, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiếp cái cảnh đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào.